Giá gia cầm hôm nay mùng 4 tháng 6, giá vịt thịt miền Bắc nhích thêm, người nuôi phấn khởi. Giá gia cầm hôm nay ngày mùng 4 tháng 6 tại các vùng đã có biến động. Giá vịt thịt giao dịch ở các trại tại miền Bắc tăng nhẹ. Giá gà công nghiệp vẫn có xu hướng giảm. Giá vịt thịt hôm nay, giá vịt thịt miền Bắc tăng nhẹ. So với ngày mùng 3 tháng 6, giá vịt thịt hôm nay bán buôn tại trại ở các vùng miền Bắc đã tăng nhẹ. Giá vịt bầu lai bán buôn ở các vùng Thái Bình Nam Định cao nhất đạt 42.000 đồng đến 43.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ giao dịch ở các vùng Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình từ 37.000 đến 39.000 đồng mỗi kg tùy loại. Theo nhiều thương lái thu mua vịt ở các vùng miền Bắc, thời điểm này nguồn cung vịt chạy, chuồng sàn vẫn còn hạn chế nên giá vịt sẽ duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, khoảng 3 đến 4 tuần tới, khi vịt chạy đồng tại các vùng ra lò, giá mặt hàng này sẽ giảm dần xuống dưới đầu 4 giá vịt trắng bán ở các vùng miền Nam duy trì ở mức trên dưới 30.000 đồng mỗi kg. Giá vịt siêu nạc, Hòa Lan có nơi ở Đồng Nai, Bình Dương bán được giá cao trên 40.000 đồng mỗi kg. Giá vịt xiêm bán buôn ở Bến Tre, Đồng Tháp từ 58.000 đồng đến 60.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thải loại cũng tăng khá cao, đạt từ 80.000 đồng đến 90.000 đồng mỗi con ở các vùng miền Nam. Giá gà công nghiệp hôm nay, bán chậm. Giá gà công nghiệp hôm nay giao dịch ở các vùng phổ biến ở mức từ 23.000 đồng đến 25.000 đồng mỗi kg. Giá gà Minh Dư chưa có biến động mà vẫn giữ ở mức vừa phải từ 75.000 đồng đến 80.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta lò bán buôn tại trại ở các vùng Vĩnh Phúc, Phú Thọ từ 55.000 đồng đến 60.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp móc hàm hàng, hàng đùi, ức, cánh từ 40.000 đồng đến 43.000 đồng mỗi kg. Giá gà ác bán buôn theo con từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng mỗi con, thoát nghèo từ những đàn gia cầm, thủy cầm. Từ đàn gia cầm do Marvin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ đã mở hướng thoát nghèo cho đồng bào khó khăn, dân tộc thiểu số huyện như Xuân Thanh Hóa. Chị Oanh, ở thôn Phú Quế, thị trấn Yên Cát, một trong 106 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa xuất bán lứa vịt đầu tiên sau 50 ngày nuôi với mức giá là 60.000 đồng mỗi kg trọng lượng bình quân là 3 kg mỗi con. Sau khi khấu trừ chi phí vật liệu đầu vào, chị anh lãi được 7 triệu đồng. Đây là lứa vịt chị Oanh được tập đoàn Marvin và tổ chức tầm nhìn thế giới tại Việt Nam, của Vision Việt Nam tài trợ sinh kế. Gia đình tôi gần như không có ý định chăn nuôi nữa vì tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm những năm gần đây ngày càng trở nên nghiêm trọng nên chi phí đầu tư cao mà hiệu quả đem lại không nhiều. Khi tham gia vào dự án sinh kế do tập đoàn Marvin và World Vision Việt Nam tài trợ, chúng tôi được hỗ trợ con giống, được chuyển giao kỹ thuật, nhờ đó mà công việc chăn nuôi ngày một thuận lợi hơn. Cả gia đình rất vui và quyết định sẽ sử dụng tiền bán vịt để mua thêm con giống tiếp tục chăn nuôi theo mô hình này, chị Oanh phấn khởi chia sẻ. Đối với gia đình chị Oanh cùng hàng trăm hộ dân khác được tập đoàn Marvin và World Vision Việt Nam hỗ trợ sinh kế, niềm vui đến không chỉ từ số tiền lãi thu được sau khi bán lứa heo, gà, vịt mà quan trọng hơn các hộ gia đình này đã có thể tự tin mua thêm con giống và duy trì chăn nuôi nhờ được tiếp cận và chuyển giao kỹ thuật theo chuỗi giá trị. Đây cũng là mục tiêu của chương trình hợp tác về an sinh xã hội do tập đoàn Marvin và World Vision Việt Nam triển khai từ năm 2019 nhằm hỗ trợ phát triển sinh kế cho hộ gia đình nghèo người dân tộc thiểu số tại huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Sau 3 năm triển khai, đã có hàng trăm hộ nông dân, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi mới, từ đó thoát nghèo và tăng thu nhập. Ông Cao Phan Việt, đại diện GoVision Việt Nam tại huyện Như Xuân cho biết thêm, sau khi thử nghiệm các mô hình chăn nuôi khác nhau trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa GoVision Việt Nam và tập đoàn Marvin, chúng tôi nhận thấy mô hình chăn nuôi vịt hiệu quả hơn cả về chi phí và thời gian đầu tư. Nếu như tiền lãi của các hộ chăn nuôi gà và lợn lần lượt tăng từ 2 đến 3 phần 5 đến 7 triệu đồng sau khi bán, chăn nuôi vịt lại mang lại nguồn thu lớn hơn, từ 7 triệu đồng trở lên. Để duy trì sự bền vững của mô hình chăn nuôi này, World Vision Việt Nam đã hỗ trợ các hộ gia đình hình thành các nhóm chăn nuôi theo đó mỗi hộ sẽ đóng góp 10% thu nhập từ việc bán vật nuôi để duy trì hoạt động của nhóm và hỗ trợ các thành viên tái đầu tư thông qua mô hình tiết kiệm để chuyển hóa